khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lỵ, chớ thèm bạc vinh hoa, hãy thật lòng sám hối, ngày và đêm nghe kinh. Thầy Thích Minh Tuệ đang ở đâu? Vì sao thầy quyết định dừng việc đi bộ? Sáng 3 tháng 6, những người đi theo ông Thích Minh Tuệ bất ngờ vì không thấy ông ở đâu. Mọi người đều xôn xao và đi tìm. Sau đó, theo tin đăng trên trang web của Ban Tôn giáo Chính phủ thì ông Lê Anh Tú, Thích Minh Tuệ tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú Thích Minh Tuệ sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn 6, xã Yêu huyện Yêu Hoài, tỉnh Gia Lai, hiện không có địa chỉ cư trú cố định, chưa làm căn cước công dân. Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Lê Anh Tú không phải là tu sĩ Phật giáo. Bản thân ông Lê Anh Tú cũng không nhận mình là tu sĩ Phật giáo, chỉ là công dân tu học theo lời dạy của Đức Phật. Bắt đầu từ năm 2017 đến năm 2023, ông Lê Anh Tú tự tu, thực hành hạnh khất thực và đã 3 lần đi bộ từ Nam ra Bắc và ngược lại. Trong suốt quá trình đó, việc đi lại và thực hành hạnh nguyện của ông Lê Anh Tú diễn ra thuận lợi, không có khó khăn, cản trở và gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Năm 2024 là lần thứ tư ông Tú đi bộ xuất phát từ tỉnh Khánh Hòa, theo trục đường chính lên cao bằng Hà Giang và hiện nay đang đi chiều ngược trở lại, hiện đã đến khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong hành trình trở về của lần đi bộ thứ tư này đã xảy ra hiện tượng tập trung đông người đi, theo ông Lê Anh Tú, gây ảnh hưởng tới an ninh trật tự và cảnh quan môi trường. Đặc biệt, ngày 30 tháng 5 năm 2024 đã xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn người đi theo có tên là Lương Thanh Sơn, trú tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh bị xuất hiện suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong. Tiếp theo đó là ngày 2 tháng 6 năm 2024 có hai người phụ nữ khi đi theo ông Tú và đoàn người đã bị xuất hiện đuối sức nằm gục trên mặt đường. Các cơ quan chức năng đã kịp thời đưa đến bệnh viện để điều trị. Trước sự việc đáng tiếc nêu trên, các cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Lê Anh Tú về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Lê Anh Tú được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Ông Lê Anh Tú đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực để bảo đảm sự ổn định xã hội, tính mạng, sức khỏe và quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Mọi người dân nếu có niềm tin, nhu cầu sinh hoạt tôn giáo cần tìm hiểu, thực hành đúng giáo lý, giáo luật của các tôn giáo, phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc và pháp luật của nhà nước. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, không tham gia các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường sinh hoạt tôn giáo ổn định, lành mạnh, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, vì bình yên, hạnh phúc của cộng đồng. Như vậy, khi được cơ quan chức năng gặp gỡ trao đổi, ông Thích Minh Tuệ đang ở khu vực miền Trung. Sau đó, theo hình ảnh đăng trên một trang mạng xã hội, ông Thích Minh Tuệ được cán bộ hỗ trợ làm căn cước công dân. Khu vực làm căn cước công dân được suy đoán là ở một tỉnh miền Trung. Hình ảnh thầy Thích Minh Tuệ đang làm căn cước công dân khiến cư dân mạng rơi nước mắt, vừa mừng vừa thương. Sáng 3 tháng 6, theo thông tin từ Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Lê Anh Tú Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Theo thông tin trên báo Dân Việt, ông Lê Văn Thình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thọ, thành phố Huế cho biết, chiều tối ngày 2 tháng 6, ông Minh Tuệ và đoàn người đi bộ khất thực di chuyển đến khu đất rừng thuộc địa phận thôn Hải Cát, xã Hưng Thọ để nghỉ ngơi. Đến khuya cùng ngày, ông Minh Tuệ và đoàn khất thực đã bí mật về đi. Được biết, sau khi xảy ra việc một người đàn ông trong đoàn người đi, theo ông Minh Tuệ bị sốc nhiệt, suy đa tạng, xuất huyết tiêu hóa dẫn tới tử vong và hai người phụ nữ bị sốc nhiệt, đuối sức, nằm gục trên mặt đường. Cơ quan chức năng đã gặp gỡ, trao đổi với ông Minh Tuệ
về việc nhà nước nhất quán chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Chính quyền các địa phương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông Minh Tuệ được đi bộ và hành trì theo ý nguyện, song cần phải bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân và sự ổn định xã hội. Nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, ông Minh Tuệ tự nguyện dừng việc đi bộ khất thực. Ông Minh Tuệ dừng việc đi bộ khất thực khi đang đi đến đoạn đường thuộc xã Hương Thọ, thành phố Huế. Sau đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ông Thích Minh Tuệ đang được công an hỗ trợ làm căn cước công dân. Hãy thật lòng sám hối nay và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi ban viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Ban viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua. Tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tỉnh thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lệ, chớ thèm bạc vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi ban viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.
cơn nước lũ. Lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa. Hãy thật lòng sám hối này và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi ban viễn chùa mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa. Trần gian là cõi tàn, dưới bóng Phật là nhà. Ta đi là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ. Là ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.